1. Bộ điều khiển trung tâm truy nhập không dây DCNM WAP. Hệ thống hội thảo không dây DCENTIC là hệ thống âm thanh kỹ thuật số hình thức thẩm mỹ cao, dễ dàng trong việc triển khai, với chất lượng âm thanh trung thực, rõ nét, đáp ứng đồng thời các tính năng hội thảo đa dạng. Sản phẩm được tích hợp IP trên nền OMNEO, vì vậy cho chất lượng âm thanh cao, độ trễ thấp do được áp dụng công nghệ Dante. Hệ thống được mã hóa an toàn AES cho audio và SSL cho dữ liệu, đảm bảo chống lại những truy cập và hành động xâm phạm không mong muốn. Bộ điều khiển trung tâm truy nhập không dây có các đặc điểm nổi bật: sử dụng độc lập, không cần kết nối điều khiển trung tâm, dựa trên kết nối Wi-Fi chuẩn IEEE 802.11N, băng tần sử dụng 2,4 GHz và 5 GHz band.